Hello, chào mọi người. Thì chuyện là mình có một anh khách mua loa rất là quý mình, và đợt này mình ra Hà Nội chơi thì anh ấy bảo mình tới ở cái chỗ cái căn hộ của anh ấy. Căn này thì anh đang kinh doanh làm chắc Airbnb mọi người. Và một căn rất là đẹp luôn á, thì nó trú ở phường Thi Sách đó mọi người. Để mình quay cho mọi người xem nhé. Thì đây là căn drop top mà anh dành cho mình ở mọi người. Rất là đẹp, và phía trước này là có một cái sảnh nha mọi người. Đó, nhìn cái nền gạch thôi là thấy thích rồi. Thì mở bằng password mọi người, mở bằng password nhìn rất là hiện đại đó mọi người, mọi người xem. Đó, hơi bề bộn mọi người đừng để ý nha. Đó, để ý cái nội thất đó nha. Và thấy không, rất là đẹp luôn. Đó, thì nhận phòng thì rất là bất ngờ mọi người. Nói chung là ở đây một mình mà ở đây thì quá tuyệt rồi, có máy lạnh, có bồn tắm, có nhà tắm rất là xịn sò luôn, thấy không? Đó, và ảnh nhất quyết là miễn phí rồi, mình muốn gửi lại tiền, kiểu như là ảnh chỉ có bớt cho mình 20-30% hay là cao lắm 50%, nhưng mà ảnh không chịu, ảnh nhất quyết là miễn phí rồi. Rồi bên này ra bên ngoài này, thấy tuyệt vời. Đây là nói chung chỗ này thì đi bộ ra Hồ Gươm tầm có 800 mét mọi người, 800 mét à. Ở trên căn drop top luôn. Và ở dưới đây là có cái púp pha nước và chơi nhạc rất là hay mọi người, chơi nhạc rất là hay, nhẹ kiểu hơi hướng nhẹ nhàng thôi. Đó. Thì ở đây là ngoài đường cái đường Thi Sách đó mọi người, cái đường Thi Sách. Gọi là cái phố Thi Sách á. Và nếu mà đi hướng đó thì ra Hồ Gươm mọi người, Hồ Gươm hướng kia. Chiều ở đây rất là mát. Ok, nó là nhiều khi buôn bán cũng có cái vui mọi người, nghĩa là mình gặp những cái người mà nhiều khi chưa gặp mặt nhau nhưng mà lại rất là quý trọng mình, rất là quý trọng, và mình cũng rất là quý anh ấy, chung là cả hai bên đều thấy quý nhau, và thỉnh thoảng cũng có gọi điện nói chuyện sơ thôi. Và anh khách này của mình ảnh rất là nhiệt tình, ảnh mua hàng của mình rất là nhiều, và nhiều khi là chỉ là mình nghĩ là mua ủng hộ mình thôi người, ảnh mua rất là nhiều. Và đi đâu mà nếu mà anh có cái bất động sản đó là anh cũng nói là cứ vào đó ở, hoặc là có những cái nhà hàng của anh thì anh bảo là cứ vào đó ăn là anh miễn phí hơn rồi. Thì tối qua mình xuống cái pub chơi, mình xuống cái pub chơi, mình uống một ly cocktail, lộ một 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 nó giống như là một phần cocktail người, nó gồm tầm 20 shot và một dĩa trái cây. Nói chung cái phần đó mình nghĩ là tầm 1 triệu á, và anh ấy cũng miễn phí luôn rồi. Không, nghĩa là tặng mình luôn, không lấy tiền luôn, nó rất là quý trọng rồi. Ok đó, nhiều khi có mình có những cái niềm vui nho nhỏ người, niềm vui nho nhỏ mà rất là khó diễn tả bằng lời. Nói chung là còn làm clip này cũng cảm ơn ảnh. Thì nếu mà ai có ra Hà Nội có dịp có nhu cầu thì có thể liên hệ ở ngay chỗ này người, chỗ này là Ben Home ở cái ngõ Thi Sách mọi người. Thì chỗ này ở rất là ok luôn á, vật chất đồ là toàn là những hàng xịn sò. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi nha.